Chào bạn nha, bữa nay mình làm cái mái nhà. Sáng giờ mình chôn đường cột rồi nè. Đấy bà. Chôn cột nè. Đó. Chôn đường cột. Chôn cột rồi còn 3 cột nữa. Đó. Đó mình làm cái mái nhà từ cái gốc cột này, cái gốc cột. Cột nè. Đó lên tới cái máy tôn chưa? Dài ra đây. Dạy ra phía này để mình làm cái nhà che nắng cho mưa, mình đậu xe với là mình đậu xe mấy bạn, đậu xe cho mấy bạn xem ha. Có đồ xấu đồ ấy gì cũng chế tạo cho nó vui. Đây còn cái lỗ đây đó. Đang đào lỗ thứ hai nha, đang đào lỗ thứ hai nha. Đầu lỗ bỏ cái ống xuống. Cái ống này. Làm 4 cột. 4 cột kéo dài qua bên kia, bên xăng. Vô bên. Vô. Dắt em vô, giữ lại chân nè. Vô kìa. Tạo sẵn 4 cột. 4 lỗ. Vô nha. Vô nha. 4 lỗ. Làm nhà xưởng. Làm cái nhà, làm cái máy hiên. Vô đóng cửa lại đi. Vô nó. Lao chân. Làm máy hiên qua băng qua cái xăng. Cái đường đó. Cái đường đó, nhưng mà mình không có ai ở đó. Làm cái xăng. Làm xăng che mưa che nắng tại xe không có chỗ để á. Với lại mình có nghiên cứu để mình chế tạo mà. Chế tạo ra xe cộ rồi xe này xe kia rồi chơi siêu xe rồi ha các bạn ha. Đây mấy xe mình nè, đó. Xe mình đi còn cái chiếc siêu xe cà phê rồi đó, chiếc siêu xe cà phê, còn chiếc này vài bữa còn cái chiếc 16 chỗ là vài bữa mình chế tạo nữa. Xe này thì còn đời chạy nha, xe này vậy chắc xe chạy bình thường nha, tại vì mình không chạy nữa, mình bỏ nó, mình chế tạo xe được chưa, lấy phụ tùng nó, lấy dàn gầm nữa, máy móc luôn. Ngồi nghỉ mệt chút đi. Ngày qua đi ra bờ xã lấy thì họ không chờ mà đông quá về luôn. Như cấp điện rồi nó không làm nữa. Bây giờ sáng nay mới đi nhưng mà thôi để ngày mai đi cho đông lắm, biết chừng nào cho xong. Bữa nào đứng được khoảng bữa đứng. Xưởng từ từ lên cái đã có bóng mát làm xe liền. Các bạn xem clip mà mình coi mình làm cái nhà xưởng nha, mình làm của mình lên này không ai đó. Có con cháu nó phụ chút thôi, con cháu nó bợ đầu này bợ đầu kia thôi, dịch mà đâu ai làm đâu. Con cháu nó dịnh sơ dịnh chơi. Có chơi ở đâu? Không có. Trời sao kỳ vậy? Ngay trên ngay cái đầu xe rồi. Để ngay trên cái đầu chiếc Innova đó. Còn kia xe nằm kìa. Con có đi. Hồi đi thôi con, nằm chơi nha. Đi đâu à? Đó. Đi ra nhà bố. Đi ra ngoài kia. Cắt lá dừa lá vàng, cắt đầu lan, đầu lan cắt cho mày ăn, đầu lan đầu cắt. Cắt lá vàng hả?
Ủa mày lá giang trong kia còn mà. Mới đây bệnh viện về đó mà phải làm lắm. Giờ đi cắt lá giang về nấu canh chua. Phải làm lắm. Về ngồi nghiên cứu làm như thế nào, làm từ từ cho chắc cú. Rồi. Có anh em nào rảnh phụ mình không? Vô điện đó con ơi. Vô điện không á? Thôi. Đây chưa nắng vậy nè, đó rồi mình làm lên cho nó mát. Nghiên cứu các kiểu. Làm đây giờ lên là cũng rộng lắm ha, cũng mát lắm các bạn ha. À, anh em ai xem đăng ký kênh nhờ cho động lực là dỡ cái máy này lên nha. Dựng cái máy này lên nha. Cảm ơn anh em đang xem nha. Này mình làm clip mình chia sẻ cho nó vui qua ngày qua tháng rồi, chứ mình giờ mình chưa có clip gì mình đăng hết. Bây giờ anh em mà đăng ký kênh cho mình và chia sẻ cho mình có động lực mình làm chế tạo xe rồi mình đăng lại, mình làm clip lên. Nhà bữa mình rảnh mình cũng làm mấy cái mô hình giấy rồi cho nó mình quay mô hình giấy rồi cho nó đẹp. Chào anh em nha, nghỉ bò xong rồi giờ thôi mình đào lỗ mình làm tiếp. Chào anh em nha, chào anh em. Bye bye. Bye bye.